Xin chào các bạn đến với channel La Vi thì cây nhà lá vườn. Tôi chia sẻ chân thật. Có rất nhiều bạn đặt câu hỏi đặc biệt là trong cái bộ test nhanh ALV này, combo này nó có chứa virus HIV không? Mà khi chúng ta nhiễm máu vào cái que thì nó có lây không? Thì câu trả lời của tôi khẳng định là không, không lây. Nguyên cái bộ trong cái test nhanh này không lây nhiễm lại cho cái người thử. Đối với HIV nó không sống ở ngoài môi trường, với đặc biệt cái que mà chúng ta đâm vào kim á, nó không phải là môi trường máu. Thứ hai nó là kim loại, và thứ ba đó là khi mà các công ty thương mại người ta thường sát khuẩn, khử khuẩn và để trong một thời gian lâu. Khi mà giao hàng, đặt hàng thì không có HIV nào sinh sống nổi. Nhưng mà khi mà nó có dính vào thì cái số lượng HIV nó cũng không đủ để lây lan. Rồi thứ hai đó là cái que test. Thì cái que test này á, bản chất để hình thành làm cái que test không phải là chúng ta lấy từ cái con virus HIV để vô thành que này, mà chúng ta lấy từ những cái kháng thể tương đồng với HIV để gắn kết với virus HIV. Cho nên khi chúng ta đâm kim vào tay và nhỏ máu lên trực tiếp cái que, nó sẽ không có HIV từ cái que test này để lây vào tay chúng ta và an toàn tuyệt đối. Rồi tôi kết luận lại là không có HIV trên cái bộ test nhanh. Đó là những cái thành phần tương tự HIV lấy từ những cái cấu trúc tương tự để mà chúng ta làm những cái giá để tạo nên cái vạch màu đỏ trên đây, đặc biệt là không phải trực tiếp từ con HIV ha. Nhắc lại là khi cái bộ này không chứa HIV trên đây để lây nhiễm vào cái người làm, nên các bạn yên tâm. Cảm ơn các bạn đã xem video.